Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em, bà con, cô bác quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại tiếp tục lên sóng review cho tất cả anh chị em, quý vị bà con, cô bác về 2, 4, 6, 7 chiếc xe Kia Morning. 7 chiếc xe nhỏ gọn xinh xinh, 7 chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, 7 chiếc xe mang đến cho quý vị chị các bạn sự yên tâm và thoải mái nhất có thể. Vâng, 7 chiếc xe Morning hiện tại đang bán tại cửa hàng bên em. Có cả xe gia đình, có cả xe taxi, có cả xe số tự động, có cả xe nhập khẩu. Vâng, quý vị chị các bạn nào quan tâm về 7 chiếc xe này, hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại hotline của em là 0871 666 2386, hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng em nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng. Vâng, không làm mất thời gian quý vị anh chị khách hàng nữa, thì Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho tất cả tất tật mọi người về chiếc xe mà Tuấn Anh muốn giới thiệu trong buổi video phát trực tiếp ngày hôm nay. Một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2016, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.25, biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, màu bạc, không taxi, không dịch vụ, biển 15A25346, sơn xi màu bạc. Và hiện tại thì với chiếc xe này thì bên em vẫn đang bán với cái giá tiền là 228 triệu. Xe thì đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết, vô lăng rất là đẹp, nội thất ghế da màu da bò. Đó, tất cả đều rất là zin cho quý khách hàng. 228 triệu sở hữu ngay một chiếc Kia Morning đời 2016, một chủ từ đầu sử dụng, không taxi, không dịch vụ, xe đẹp miễn bàn, keo chỉ zin, máy zin. Vâng, keo chỉ zin, máy zin. Đó, các bạn nhìn thấy nội thất đây còn quá là ok, quá đẹp và quá là sắc nét. Vâng, một chiếc Kia Morning 2016 như thế này mà giá chỉ có 228 triệu cho quý khách hàng thôi, thì quý khách hàng đã sở hữu về chiếc xe này là quá là ok rồi, đúng không ạ? Đó, rất là đẹp cho quý khách hàng luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, nội thất đây, anh em thấy đây. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Morning. Con này là sản xuất năm 2014. Xe được trang bị hộp số sàn, bản máy 1.25. Đây là một chiếc xe cũng gọi là một chiếc xe bản tiêu chuẩn. Con này thì nó là taxi loài rồi, taxi ra rồi các bạn nhé. Biển Thái Bình, 17A03665. Con này nó sơn xi thành màu vàng cát rồi. Rất là đẹp. Tên tư nhân biển Thái Bình và trang bị thêm full 4 của bánh là đang đúc, là đang phay. Rất là đẹp. Với giá chỉ có 172 triệu thôi. 172 triệu quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc xe Morning. Đó, cái loại taxi ra các bạn nhìn thấy đây, cửa đóng này. Đó, phạch 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 phạch. Đó. Đáng nhẽ nó phải bịch 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 mới là đẹp. Nhưng không sao. Tiền nào của đấy các bạn nhé. Xe thì cam kết không có đâm đụng tai nạn và cột kèo đổ đít rồi. Còn đâu sơn xi có thể là sơn lại đổi màu, sơn tuốt tát rồi. Cái đấy không tránh khỏi. Màn hình cỡ lớn cam lùi. Đó, rất là đẹp. Vâng, chỉ 172 triệu thì các bác, nói thật với các bác chỉ mua được dòng này thôi. Mà con này này, nếu các bác mua thì đăng kiểm đến năm 2023 là, tức là 2 năm nữa còn phải đi đăng kiểm. Đó, thì tội gì, đúng không? Có 172 triệu, đời cao chót vót như này. Đó, rất là ok. Tiền nào của đấy các bác nhá, các bác không được đòi hỏi đâu. Đó, đòi hỏi quá là nó thành bí. Đó, nếu mà tiền nhiều các bác mua con kia. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang 4 chiếc xe số tự động. Úi giời ơi, xe nhập khẩu nhá. Vâng, đầu tiên đây là một chiếc Morning 208 bản SLX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hải Phòng, tên tư nhân chính chủ, 15A21454. Đăng kiểm con này thì đến tháng 4 năm 2022. Một chiếc xe số tự động, xe nhập khẩu. Đó, đó các bạn thấy đây. Chỉ với giá tiền là 179 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã sở hữu ngay về một chiếc xe Morning SLX nhập khẩu số thẳng, nó điều hòa tự động, rất là đẹp. Nội thất ghế da hai màu đỏ đen, trần nỉ nguyên bản, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đó các bạn thấy đây. Đó các bạn thấy đây. Vâng, chỉ với bao tiền 179 triệu đồng thôi, Morning SLX số tự động 208 nhập khẩu, đó, 4 bánh na đăng đúc. Vâng, na đăng đúc rất là đẹp và nguyên bản. Tất cả đều là nguyên bản hết theo xe. Vâng, các bạn thấy đây.
quá là ok cho quý khách hàng luôn. Quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Qua thì em cũng đã làm cho anh em về một loạt những cái dòng xe lát rồi. Đó, 7-8 chiếc xe lát tại cửa hàng. Giá chỉ có vài chục thì em gọi là xe lát. Các bác gọi xe lát thì em gọi xe lát. Nhưng mà lát thì lát nó vẫn đi được các bác nhé. Đó. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Một chiếc xe đẹp số tự động nhập khẩu 2008. Vâng, chỉ với 179 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Morning. Có này màu đỏ biển 30G28335. Một chiếc xe Morning nhập khẩu 2009. Con này vẫn là form cũ, giống form 2008, chưa được lên form SLX như thế này. Đó, con này thì hiện tại bên em đang bán chỉ có 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc xe Morning SLX. Đó, la răng này là la răng thay rồi nhá. Chủ xe người ta thích cái la răng này, người ta đang thay này. Xi nhan trên gương này, màu đỏ. Màu đỏ rất là đẹp. Nội thất đây cũng được trang bị hộp số thẳng và điều hòa. Đó, S là điều hòa auto. Đó, trần nỉ nguyên bản khá sạch đẹp. Vâng. Chỉ với bao nhiêu ạ? 195 triệu đồng đời 2009 các bạn nhé. Bản SLX nhé, màu đỏ biển Hà Nội. Cho tất cả anh em chị em nào thích cái màu đỏ như thế này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ok con gì? Bô kép. Vậy. Ai? À, đi lấy xe. Đó, rất là đẹp. Đó. Anh em nhìn thấy không? Rất là ok cho khách hàng luôn. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2021. Ô, hết đăng kiểm, gần hết đăng kiểm rồi anh em ơi. Anh em chờ qua hết đăng kiểm mua thì em lại đăng kiểm mới cho các bác nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Morning SLX mới về buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một cái màu mà có thể nói rất là chói sáng. Ra giữa ánh nắng thì nó có là màu vàng vàng, mà vào trong bóng tối thì nó lại màu xanh lá mạ. Vâng, một chiếc Kia Morning SLX 2010. Bản SLX đây mới gọi là bản SLX form mới. Đấy, đèn hạt xoài, đèn gầm hạt xoài, na răng bông mai. Đó, xi nhan bé cộng với lại số zích zắc máy eco. Vâng, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Đó, số zích zắc này. Úi dồi ôi, chủ xe con này lại lên cả màn hình Android Kimi xịn sò. Đó, bô lăng này, thể thao này, điều hòa rất là đẹp cho quý khách hàng. Vâng, chỉ với 215 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc xe này. 215 triệu đồng quý khách hàng lại sở hữu ngay về chiếc xe Morning SLX 2010, màu xanh lá mạ, biển Hải Phòng, 55285, sơn si màu xanh. Đó, màn hình Android cam lùi đầy đủ hết theo xe, mà giá thì khá là hợp lý cho quý khách hàng luôn. Đó, rất là đẹp. Vâng, các bạn thấy đây. Rất ok luôn. Còi rất là to luôn. Đó. Vâng. 215 triệu đồng quý khách hàng sở hữu ngay về chiếc xe này. Bên cạnh đây là một chiếc xe màu trắng, cũng là bản SLX biển Hải Phòng, 415A48012, sơ si màu trắng cho anh em. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán giá là 220 triệu đồng. 220 triệu đồng mà quý khách hàng lại sở hữu ngay về chiếc xe này. Một chiếc xe khá là đẹp, cũng là bản SLX. Đó, khá là xịn sò. Đó, lộ thất đế ra nguyên bản theo xe. Đó, các bạn thấy đây. Rất là đẹp. Đó, rất là ok cho quý khách hàng luôn. Vâng, 220 triệu đồng luôn. 220 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe này. Đó, Morning SLX 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu tại Việt Nam 2013. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe rất rẻ tiền, một chiếc xe rất chất lượng cho quý khách hàng. 220 triệu đồng. Ok chưa con dê chưa các bạn nhá. Nội thất lỉ, nội thất da lỉ nguyên bản. Nội thất này là nội thất nguyên bản của dòng xe Morning này. Một dòng xe khá là đẹp cho khách hàng luôn. Đó, bạn thấy đây. Màn hình, điều hòa tự động, sấy ghế đầy đủ hết. Đó, 220 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022. Tiếp theo thì chúng ta đến với cái dòng xe cuối cùng. Đó là một chiếc xe taxi lòi 15A27245. Một chiếc Morning 2016.
phiên bản số sàn máy 1.25, tên công ty. Con này thì nói thật với các bác là xe taxi ra vẫn là tên công ty. Nhưng để kiếm một chiếc xe taxi mà còn zin, còn đẹp như thế này thì đố các bác kiếm được. Đó. Vâng. Keo chỉ zin toàn xe. Đó. Sơn zin còn khá là nhiều. Đó. Máy zin từ mặt giàn cỏ và đã lên được la đăng đúc, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022. Màn hình cam lùi Android đủ hết theo xe mà giá chỉ có 195 triệu đồng. Bên em sẽ bao ra tên, chốt giá là bao ra tên tư nhân cho quý khách hàng 195 triệu đồng. Bên em bao ra tên, chốt giá như vậy đi cho các bác nhé. Đó, lên quá full đồ rồi. Con này chỉ cần mỗi cái là ra tên tư nhân là đi thôi. Và xe thì nó quá là đẹp, nó thật là quá đẹp. Đó. Đó, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu qua cho tất cả anh em, bà con, cô bác về 7 chiếc xe Morning đang bán tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và một lần nữa, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Vâng.